Hai bạn có phải là người Việt Nam không? Phải. Bây giờ đoán nha. Dạ. Chắc chắn hai bạn phải có một người làm công việc về ngành tóc, đúng không? Dạ, chồng em. Đúng không? Dạ. À, thấy em này đoán trúng không? Đúng sao? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên là em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thận và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. À, em tên là Giáp Hảo Phụng. Em năm nay 26 tuổi. Em công việc em là gì? Dạ, hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán online á. Dạ. Giáp Hảo Phục. Dạ. Ừ. Ấn tượng quá cái tên. Ha, công nhận á, khuôn mặt thì giống Katy Perry. Thiệt má. Đúng rồi. Đúng không? Em cảm ơn. Ừ. Rồi, mời em. À, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Nhân Hùng, hôm nay em 34 tuổi. Hùng Phụng là, hãy kể cho chương trình biết là hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Cho em kể trước nha. Ừ, em kể trước đi. Bữa đó là em chỉ đi học bình thường thôi, em đang lúc đó còn là sinh viên. Thì em là đi học, trong đó thì anh này ảnh làm giám sát thi công công trình. Thì ảnh có công việc đi ngang vô trường em á, thì lúc đó mới gặp em. Mà anh này ảnh gặp mình, nó đâu có xin số điện thoại đâu gì đâu. Cái lên Zalo, ở đó Zalo có cái tìm kiếm chị. Cái bắt đầu tìm kiếm thấy tên em, không dám nhắn tin, kết bạn. Nói trời, quen biết gì đâu chuyện kết bạn trời. Thôi kệ, cũng kết bạn nói chuyện, rủ đi chơi. Ngày đầu tiên đi chơi, bỏ cho em đợi từ 7 giờ chiều quốc tới 9 giờ tối khuya luôn. Mà giờ nó toàn sinh viên, sao 9 giờ đi chơi được. Mà lần đầu tiên đó. Em bấm chặn số luôn chị. Ừ, nhưng mà sao em đi trễ cho Hùng? Em đi làm về, em kêu thôi để nằm chút xíu, rồi khỏe khỏe rồi sẽ ra điện thoại rủ đi chơi. Nhưng mà hẹn rồi, cái em nằm cái ngủ quên 9 giờ luôn. Nhưng mà em hẹn 3 lần mà em quên hoài à. Cái hôm đó cái tự nhiên em ngồi thôi không ngủ nữa, ngồi mới hẹn vợ em. Em không chịu luôn chị, em nói không gặp. Cái anh này nhắn tin, bây giờ có ra gặp không? Không ra anh xong vô nhà. Gặp liền, để xíu để anh ra tại, liền. Vậy em mới vô, khó, cho nên em ba khó kêu lắm mà dám kêu, không ra anh xong vô nhà. Lúc đó em mới chịu gặp á. Nghĩa là lần thứ tư là gặp được. Giận lắm, chờ nghĩ sao mà hẹn gái người ta hẹn 3-4 lần, 4 lượt. Rồi, gặp sau luôn. Cái lần đi chơi đó là em có ấn tượng gì về ảnh không? Cái lần đi chơi đó là lần đầu tiên luôn, từ trước tới giờ là em, tại vì anh cũng có nói là em hồi đó em để tóc dài mà em cũng dễ thương nữa, nên em cũng có rất là nhiều bạn, bạn khác giới cũng có. Thì coi như anh này là người đầu tiên mà là em có ấn tượng nhiều nhất. Cái bữa đi chơi đầu tiên đó thì hai đứa dạng chở nhau đi chơi vòng thôi. Thì anh mới nói trời, sáng giờ anh làm mà anh ăn được có cử à. Anh đói quá rồi anh mua xôi. Thì anh tấp vô anh mua xôi. Thì mua xôi ăn bình thường, ăn ngon lành vậy đó. Cái tấp vô là quán nước rồi, cái em ngồi xuống mới nói đâu em ăn thử miếng coi ngon không. Thế anh ngon ngon lành, trời có xôi bị hư, có xôi bị hư mà ổng ăn gần hết cuối luôn rồi. Cái nó ủa sao tự nhiên ăn gì trời, hư rồi ăn gì, mua rồi tự nhiên bỏ, nói vậy á. Cái em nói ủa sao kỳ vậy. Lúc đó là em vẫn chưa có biết là hoàn cảnh gia đình gì hết trơn á. Tại vì đi chiếc Vespa chị, nhìn là nghĩ cũng khá giả trong ba dạng bình thường. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy, anh kể em nghe đi. Thì lúc đó anh mới tâm sự là ba chồng em hiện tại bây giờ với là mẹ chồng em, ba em là bán đá bào ở ngoài mấy cái trường học á chị. Chạy xe bán đá bào. Mẹ chồng em bán bánh tráng trộn. Biết gia đình không có khá giả và cũng nhờ vậy em mới biết là ba chồng mẹ chồng em chưa bao giờ có một căn nhà ổn định hết, chỉ ở nhà mướn thôi. Và nghe anh tâm sự như vậy á chị, khi em cảm thấy thương nhiều lắm. Dạng thật thà chân chất á chị. Vậy cái xe Vespa đó ở đâu? Dạ tích góp quá chị. Dạ, cái đó là em mua lại của giám đốc em. Xong rồi trả từ từ. Ông cũng thương rồi. Hoàn cảnh nên là bán giá rẻ đúng không? Dạ. Cái hôm đó là ngước vợ em á, vợ em kêu nhà vợ em ở trong hẻm rồi nè. Kêu nhà em á, không nhà em cũng ở mướn. Cái xong rồi cũng nói là nhà ở mướn. Đúng rồi, vợ em chưa nói là nhà vợ em khá giả hay sao. Mà nhà vợ giàu hả? Dạ. Nhưng mà em giấu, em không có cho bạn này biết. Em nói em ở nhà mướn. Em nói tại mẹ em có cái tiệm tạp hóa chị. Cái em cứ nói là em ra ngoài em làm phụ làm thuê thôi. Em ở thuê luôn, em là sinh viên nên đang học. Tại em sợ anh ngại á. Mà anh có vô không? Cũng vô đó bình thường rồi. Em cũng ý là vô, con đâu cho gặp mẹ em đâu. Chỉ là đi ngang qua xong rồi con chào bác thôi, chứ không hề nói là mẹ em luôn. Lâu lâu dần dần rồi em mới nói cho nghe. Còn em thì sao Phụng? Em có tới ăn đá bào với ăn bánh tráng trộn? Có. Nhưng mà trời ơi, lúc đó trông gai lắm, chưa sao có được đi ăn đâu. Mới gặp nhau thì không có hẹn về nhà liền. Thì tự nhiên một tháng sau khi hai đứa quen nhau thân rồi đó, tự nhiên ổng dọn ra ngoài ở chị. Ủa sao tự nhiên kỳ ở nhà ổng ở, đi ra chỗ gì hay. Mày cũng không hỏi em, nói ủa anh sao vậy, cái không nói nó không có gì. Cái sẵn rảnh lướt Facebook á,
thời đã có Facebook, cái em lướt cái thấy cái tấm hình hồi xưa, cái có tấm hình dắt chị nào đi chơi á, cái em nói ủa anh ấy ai vậy, em gái em họ anh mà nhìn khác nhau lắm kìa, mà nhìn kiểu không phải. Tâm lý chị mách bảo chị là em giận em lơ luôn. Lâu lâu sau này mẹ em mới kể, mẹ chồng em á, mẹ chồng em là người thân thiết nhất với em luôn. Mẹ chồng em vừa bị xuyễn mà vừa bị tim nữa. Cái bị bệnh cái xỉu giữa đường luôn. Cái ổng lật đật ổng gọi em, cái em cuốn gói em đi theo ổng luôn, là lên đó là gặp mẹ đang trong bệnh viện á, gặp cái mẹ kể từ A tới Z cho. Mẹ nói là tại sao mà Hùng nó ra ngoài đường? Tại sao mà bỏ nhà ra đi đó phải? Dạ đúng rồi, là tại vì bạn gái cũ, ý là chia tay bạn gái cũ, nhưng mà bạn gái cũ không có muốn chia tay, mới lên nhà chồng ở. Thì lên nhà ổng ở được tuần là ổng ra ngoài tuần đi luôn. Dạ ổng dọn đi một tuần luôn. Mẹ mới giải thích cho em nghe. Chứ lúc đó là em giận thật sự và em không có muốn gặp luôn. Chỉ vì là mẹ bệnh như vậy nên phải lên thôi, phải gặp mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kể. Và sau lần đó thì sức khỏe của mẹ như thế nào? Xong rồi cái lần biến cố nhất á là mẹ em á, giống như bây giờ em nó ấy. Sao? Để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị xuyễn thì không thể trị được hết. Coi như là chỉ có 2 giây thôi chị. Đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tính tới thời điểm này là mẹ em nằm thịt vật được 4 năm. Dạ. Mẹ bị đột quỵ hay? Dạ mẹ bị đột quỵ. Cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 22, 23 tuổi à. Học vừa mới xong, coi như là bước qua một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều biến cố xảy ra. Để em cho chồng em bình tĩnh lại kể. Xong rồi mẹ em nằm đó, cái em kêu trời bây giờ kiểu như rối luôn chị. Trời vô phòng đặc biệt mà cứ nằm vậy mà em kêu thôi. Lúc đó em lơ vợ em luôn. Mình em không cảnh muốn làm khổ vợ em. Xong rồi em nói thôi em kêu thôi, coi như là mình không có duyên đến nhau vậy. Chia tay đó. Lúc ấy chắc cũng khó khăn rối bời lắm đúng vậy. Không? Dạ. Khó khăn lúc đó là tiền bạc cũng lum la. Em không muốn làm khổ Phụng. Dạ. Dạ tính lúc đó là tiền viện phí lên tới 200 triệu rồi. Là không còn đủ khả năng luôn. Em nói rồi chồng em không có nhà để ở mà. Anh nghĩ trong lòng anh á, anh bán hết xe cộ, bán hết đồ, nói chung đâu có nhà để bán đâu. Bán hết để mà chi trả cái tiền viện phí đó. Chị cho mẹ. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Mẹ em thương anh này lắm, thương nhiều lắm chị. Xong cái buổi trưa đó em đang nằm chơi vậy nè, hai mẹ con nằm thì tâm sự. Cái mẹ em mới nói Bi, vậy giờ tính sao Bi? Em ở nhà em tên Bi. Dạ tính sao là sao mẹ? Thì con tính sao, chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời có gì đâu. Thì có đâu hay tới đó. Hai tụi con thương nhau là được rồi. Không có chuyện gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im. Mai mẹ hẹn Hùng ra đây ăn uống nha. Ý là dẫn đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên. Tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con. Bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi mẹ hay quá hay à. Lúc anh muốn hỏi em về cái cảm xúc của em lúc mà em nghe mẹ nói những điều đó như thế. Ý là em cũng không ngờ luôn, kiểu như là tin tưởng tuyệt đối. Cái kêu thôi con cứ làm đi, có thiếu gì bác hỗ trợ thêm. Khoảng thời gian đó là má em cứ cho hỗ trợ tài chính cho em để đi làm. Từ đó má vợ cứ thúc đẩy đến giờ. Trời ơi quá tuyệt vời. Chắc kiếp trước á em cũng làm con của mẹ rồi. Kiếp trước á con cũng thông qua chương trình này con cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Cho dù có kiếp sau con cũng mong con được là con của mẹ. Em thương cả ba, cả mẹ chồng em, cả ba, cả mẹ em nhiều lắm. Thương chồng nữa chứ đúng không? Thôi thì Hùng không thì phải sao? Để Hùng chứ Hùng nói chuyện với Hùng với sao? Mẹ vợ đi. Em gửi một vài lời với mẹ vợ. Thông qua chương trình thì con cũng cảm ơn ba mẹ vợ và ba mẹ em rất là nhiều. Ba mẹ em thì cũng khổ đi, cho nên em rất là tình cảm với ba mẹ. Bây giờ mẹ nằm xuống không có coi được chương trình ngày này con gái thành công, cho nên em rất là bây giờ em có gì em rất là xúc động nói với mẹ. Em đã nói chương trình xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều để tạo điều kiện cho con em lại. Thật ra Hùng là người rất là thương mẹ. Dạ. Yeah. Mà như vậy thì là chắc chắn Hùng sẽ là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy cho em với lại đứa con của em. Chắc chắn là như vậy. Rồi. Nói chung là những cái chuyện buồn coi như là đã qua. Dạ. Vậy xong đi nha. Chứ nói nữa thì Hùng lại khóc nữa. Dạ. Đúng chưa? Thì nói chung là
để tiếp theo chương trình thì anh trước khi đến với cái phần hấp dẫn nhất của cái chương trình này đó, thì anh cũng phải nói gửi một cái lời và nói cảm ơn đến mẹ vợ của Hùng, là mẹ của em. Người mẹ vợ quá tuyệt vời. Rồi bây giờ đến cái phần hấp dẫn nhất nè. Dạ. Em coi chương trình này nhiều chưa? Dạ rồi. Hấp dẫn như là phần nào? Dạch mặt. Đại hội dạch mặt đó. Bây giờ từ lúc coi như lấy Hùng về ở chung nhà với nhau rồi, thì anh thật sự nãy giờ anh thấy Hùng rất là hiền. Vậy thì anh muốn hỏi em là ở với nhau thì anh ấy có tật xấu gì lòi đâu? Không có luôn anh. Không có luôn. Không có tật xấu. Nếu luôn mà em nói vậy, nó nói trời ơi mày xạo này kia. Không có luôn chị. Em sinh em bé được 6 tháng thì em bắt đầu làm công việc live stream. 9 giờ tối là em bắt đầu lên live. Mà cái khoảng thời gian nó phải ôm con, ngủ với con. 4 giờ sáng mới hết. Em live em nói gì khiếp vậy? Dạ. Em kể chuyện đêm khuya Dạ em bán quần áo thôi. Ủa nhưng mà chồng em là em hồi nãy em nói là chồng em thay em chăm sóc và lo từ A tới Z luôn. Cụ thể nó là gì nè? Sáng sớm dậy tắm rửa cho con, là lúc em cần 6 tháng trở lên á. Tắm rửa thay đồ cho con. Tắm xong cái cho ăn, lấy em dắt sữa ra xong rồi cho con bú. Tại em ngủ 6 giờ sáng bắt đầu em ngủ tới trưa lần, cái lấy sữa đó cho con bú. Bú xong cái em xuống em làm đơn, tất cả công việc khác của em không dính em bé luôn. Tắm rửa thay đồ chăm luôn, nói chung là không làm cái gì hết, em làm hết. Nó như là vừa làm chồng vừa làm mẹ vừa làm vợ luôn. Dạ. Đúng không? Vậy thì anh muốn hỏi là ảnh có lãng mạn không? Trời ơi, thôi khỏi nói tới chuyện này, thấy ghê lắm. Trời ơi. Sao vậy? Khủng khiếp lắm. Cái lúc cưới là hay tào lao rồi. Cái lúc cưới là cưới nhau nhà em. Cưới đi, cưới. Nè đeo vô cưới đi. Là thấy quê độ rồi. Sao hôn nhân là chị biết khủng khiếp tới cỡ nào trời ơi. Lễ lộc Tết, sinh nhật cái gì cũng vậy. Vậy chơi mặt ai vậy? Ủa rồi bữa nay biết bữa nay ngày gì không? Ủa ngày gì vậy? Cái xong rồi thôi kêu ủa anh không mua quà cho em mà không có gì, bữa nay có ngày này là sinh nhật em này kia nè. Ôi em muốn đi đâu anh chở đi. Tại vì em giữ hết tiền rồi, đâu có tiền đâu. Rồi giờ nó Hùng đó. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Xấu thì có tật nhờ thôi. Hôm đó tự nhiên kêu cứ có cái vụ mà dành làm cái gì á, ví dụ giặt đồ hay phơi đồ thôi, để vợ ra phơi đồ cho vợ chồng anh con đi. Rồi anh con cũng được, tưởng nghe ra chồng ơi lấy giùm vợ cái móc chạy ra. Em kêu thôi đi vô lại hả chị ạ? Tôi làm để làm hết cho. Trời ơi đi lên đi xuống cũng đủ mệt nữa. Trời ơi đi lên cầu thang đi xuống kêu thôi vợ mới mất khỏi làm vậy không nhờ chạy đâu mệt nữa đúng không? Dạ. Làm gì nữa không? Với nấu đồ ăn em nấu không? Nói chung là không, đó giờ bạn có nấu đồ ăn phải không? Dạ không nấu không, ăn. Không có biết nấu đồ ăn gì. Nhưng mà có bao giờ cô ấy trổ tài nấu bếp và bắt em ăn không? Có, nên nấu mà em sợ lắm. Mỗi lần kêu vô bếp nấu trời ơi, em thì ăn không có được cái phô mai mà chỉ đưa phô mai, giống như chỉ mua 1 kg phô mai vậy là chỉ bỏ 1 kg luôn. Okay, thôi mỗi lần làm vô anh kêu thôi để chị vợ vô bếp làm cho chồng ăn. Thôi đi ra canh con đi để chồng làm cho. Vợ em là một người buôn bán quần áo online đúng không? Dạ. Cho nên chắc chắn là mỗi người rất là ăn chăm chút rất cho đẹp, bề ngoài. Đúng rồi, chăm chút lắm. Trời ơi cái quần của em vừa mới ra chuẩn bị đi tắm, chị ra chị tắm trước lấy quần của em sọt vô, xong rồi áo của mẹ em sọt vô. Nó kêu trời ơi mặc đồ kỳ vậy. Nó kêu ủa sao mới để quần nó mất tiêu rồi. Cái xong rồi ra kêu vợ mặc ơi. Trời ơi trời. Bà ơi mai mốt qua nhà em kia mới mặc đồ ngon nha. Trời ơi nhìn nó muốn nhậu chứ trời ơi vậy sao nhậu. Cái xong rồi qua anh kia em cũng đi mua đồ vợ em luôn. Thôi là coi như mua đồ trời luôn. Trời ơi tự nhiên chị đem cất hết đồ mẹ vô, cất hết đồ ổng vô, đi mua mấy cái đầm sexy á. Wow. Thế là bắt em mặc đồ đó. Thầy phải mặc đồ đó nó mới cực nhậu kỳ được. Sexy luôn chị. Cực kỳ siêu ren luôn chị. Chứ kêu đẻ xong rồi cứ mặc đồ lè xè quá. Em kêu trời ơi thôi đừng có mặc này nữa, em lấy đồ của mẹ em đem trả má vợ em trả xuống dưới. Rồi bây giờ cũng có muốn Hùng là thay đổi một cái điều gì không? Trời ơi chồng em á không uống thuốc, không uống rượu, không có chơi. Cái gì hết. Em cũng biết thay đổi cái gì, nhưng mà thay đổi giùm em dù lãng mạn. Hùng có muốn Phụng thay đổi gì không? Em á thì em muốn vợ em á đừng có ham làm quá thôi, cứ chăm chút cho bản thân một chút đi, chứ toàn không có chịu chăm chút mua đồ cho con với em không. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Hùng nè, bây giờ Phụng á là mong muốn em có một sự lãng mạn. Dạ. Và nếu được thì dành cho cổ nhiều sự bất ngờ. Dạ. Em muốn làm điều cho vợ em bất ngờ lãng mạn luôn. Em cũng tự tay đi lựa cái nhẫn này. Wow. Để em lấy cho vợ. Để em cầu hôn vợ em. Chết cha. Lé tối mắt quá xỉu em luôn. Em hãy làm những gì Phụng mong muốn. Nghe anh không thấy gì hết. Chị Dân cũng vậy. Dạ. Thay mặt đây chương trình hôm nay chồng muốn tặng vợ một cái món quà bất ngờ. Nói chung là lãng mạn để cho vợ
biết chồng này là lãng mạn nhưng bất ngờ nữa. Ở đây chồng mới có dịp cầu hôn vợ trên tất cả mọi người biết hôm nay là chồng cầu hôn cho vợ. Đồ quỳ vô đi chứ con lẽ đây chị dạ, cầm hộp giùm em rồi em cầm ông, nhẫn lúng túng dạ. Đó ông. Rồi kể từ hôm nay là ơi làm vợ chồng suốt đời không có ấy em không. Ôi chết rồi. Ôi thôi giờ không biết nói gì hơn là chỉ biết ú trời ơi xúc động kìa. Và anh nghĩ rằng là nên có những phút giây như thế này trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn hai đứa nghe.